mà ra đến nơi thì nó gọi vào luôn, đáng số là vào luôn ấy. Ôi, bất ngờ được. Chưa nghỉ thả lỏng, thưa bác sĩ chưa rồi, đã đọc gì á? Tại vì hai người không gần nhau quá. Nhưng mà lúc điểm danh lúc đầu là thầy đi điểm danh thôi chứ làm sao kịp đâu mà danh hạn. Với lại em được danh lần tiên là hai người luôn. Cái đấy tỉnh đầu tiên. Lúc đầu thì tưởng ơi, còn tắt đi cách của mình thì bà không được thôi nội dung này nếu như trên bệnh ấy. Thì em không quyết định nó làm thế được đấy. Họ có gọi anh em bảo là sau khi thi xong cái này thì họ cũng thật sự là không phải biết nói cái gì nữa, bởi vì hiện tại trong em rất là nhiều cảm xúc, rất là hỗn độn, nhưng mà thật sự là phải cảm nhận là rất là mệt. Nhưng mà bên cạnh đó thì em rất là hạnh phúc và cảm thấy rất là biết ơn khi mà bản thân mình đã có thể thi đấu hoàn thành nhiệm vụ trong buổi chiều ngày hôm nay, khi mà với hai nội dung khá là vất vả trong vòng một thời gian rất là ngắn thôi ạ. Và thật sự là em cảm thấy cùng biết ơn và hạnh phúc lắm này. Cái lúc mà mình biết cái thông tin là sẽ thi đấu hai nội dung đó, liên tiếp như vậy thì em cảm thấy như thế nào? Thực sự là khi mà em biết được rằng là không có cách nào để thay đổi được cái vấn đề đó, cái điều đó, thì bản thân em đã thực sự là chấp nhận và tâm chinh phục nó. Coi đây là một thách thức mà bản thân mình cần phải vượt qua ở tại kỳ đại hội lần này. Và thật sự là em rất là hạnh phúc khi mà có rất là nhiều những người thân, rồi thì gia đình bạn bè, đặc biệt là thầy, người bạn, những anh chị đã luôn luôn đồng hành, cổ vũ và tiếp cho em thật là nhiều những nguồn sức mạnh, động lực để em có thể mạnh mẽ và vượt qua. Chỉ có 20 phút để chuẩn bị cho cái phần thi 30m trước ngày vào thi. Anh cũng như là thầy đã chuẩn bị như thế nào cho vào 20 phút ngắn ngủi đó? Thật sự thì là đây là một lịch đấu khá là bất ngờ và thầy trò em cùng ban huấn luyện cũng như là thật sự là phải nói là phải cả đoàn thao Việt Nam đã cũng rất là lo lắng, nhưng mà bên cạnh đó thì em cũng cố gắng tìm ra những cái lối đi tốt nhất, những cái gọi là gì nhỉ, chiến thuật phù hợp nhất để có thể là, và bản thân mình cũng đối chiếu nhất, đặc biệt bản thân luôn sẽ được những lời động viên, những lời cổ vũ để tiếp thêm sức mạnh và tinh thần để em được trong buổi chiều ngày hôm nay. Lúc em từ chối kiểm tra doping thì người ta có nói gì không? Dạ thì các bạn rất là hỗ trợ khi mà em còn phải thi đấu tiếp theo khi mà ngay sát giờ như vậy. Ok, nhé, em xin phép nhé. Ok, rồi chúc mừng anh.